Bây giờ chúng ta cùng đến với cái mô đun thứ năm đó chính là cách đăng ký chương trình khuyến mãi trên Shopee thì bây giờ chúng ta sẽ cùng qua cái trang kênh người bán của Shopee nha đây đây là kênh của người bán đây bây giờ chúng ta sẽ chọn vào cái mục marketing đây mục marketing đây chúng ta chọn vào rồi ở đây thì để mình giải thích thêm một xíu nha ở cái mục kênh marketing này thì sẽ có năm mục cái mục đầu tiên là quảng cáo của tôi tức là hay gọi là đấu thầu từ khó ấy. cái mục này thì chúng ta phải bỏ tiền là chúng ta chạy quảng cáo nha giống như Facebook ấy, thì chúng ta sẽ nạp tiền vô rồi chúng ta đấu thầu từ khó nó sẽ hiển thị kiểu như vậy ví dụ như mình gõ cái từ khó là là túi sắt đi thôi um, nồi chiên không dầu nồi chiên ơi thì đây những cái chữ mà nó hiện như chữ tài trợ nè tài trợ nè tài trợ là những cái sản phẩm đang được chạy quảng cáo đang được đấu thầu và nó sẽ hiển thị dưới này nữa ở dưới cùng nữa nè đây nè là nó đang chạy quảng cáo rồi tiếp theo là chương trình của tôi cái chương trình của tôi này là chúng ta đăng ký một chương trình ví dụ như là khi mà bạn đăng sản phẩm lên bạn đăng giá của là 100 nghìn bây giờ bạn muốn bán giá 70 nghìn thôi thì bạn qua đây bạn đăng ký chương trình và bạn giảm 30 phần trăm thì cái giá nó hiển thị ở trên cái store ở trên cái shop của bạn ấy, là chỉ có 70 nghìn thôi Bây giờ mình sẽ thị phạm thử nha. Chúng ta vào chương trình của tôi. Thôi, ở đây nó có một cái nút là tạo chương trình khuyến mãi mới. Chúng ta ấn vào. Rồi tên chương trình, bạn đặt cái tên gì cũng cho dễ nhớ cũng được. Ví dụ như là mình đặt chương trình là Tết 2019 đây, Tết 2020 đi Rồi ở đây ngày thì cái chỗ mà thời gian khuyến mãi bạn để mặc định. Còn cái chỗ mà thời gian kết thúc này bạn để xa xa bao nhiêu nói chung bạn để bao nhiêu cũng được thường thì mình cứ để cho nó xa lên cho nó lên tới 2025 2027 gì đó nói chung bao nhiêu cũng được hết rồi ví dụ mình lấy mặc định số này đi bạn nhớ nha nếu bạn để thời gian quá ngắn ví dụ bạn chỉ để một tháng hoặc hai tháng á thì sau khi mà nó kết thúc một hai tháng thì bạn phải làm lại chương trình khác còn bây giờ thì mình cứ để xa ra thì nó sẽ lâu dài hơn và mình mất đỡ mất công tạo hơn thì nói chung cũng có ưu và nhược điểm thì bạn cứ cân đối và bạn làm. Rồi chúng ta bấm vào chữ lưu và tiếp tục. Rồi bấm chữ xác nhận. Nè, nó cũng thông báo, nó cảnh báo cho mình nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn sản phẩm tại vì đây nó hiện, và nhìn hình đẹp không? Nó đồng bộ hết tất cả luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn tất cả hoặc là bạn muốn chọn cái nào thì bạn muốn giảm cái nào thì bạn chọn cái đó. Hoặc là bạn ấn một cái tab ra gần đây nhất hoặc là giá cao, giá thấp gì đó tùy mình. Rồi mình chọn là gần đây đi. Rồi mình chọn tất cả luôn. Rồi mình bấm xét nhận. À, xong bây giờ là sẽ có nhiều cách để cho mình giảm. Ví dụ như cái túi này á. Bạn muốn giảm nó 20% thôi. Còn ở chỗ này bạn muốn giảm nó 30%. Chẳng hạn vậy. Bạn cứ điền, cứ điền, cứ điền hết vô đây. Còn có một cách nhanh hơn nữa là chúng ta sẽ điền trên này. Ví dụ mình giảm đồng bộ luôn, 30% tất cả rồi chúng ta bấm cập nhật tất cả sản phẩm là xong nó sẽ cập nhật hết tất cả cho chúng ta luôn này. rồi cái chỗ này á số sản phẩm một khách hàng mua tối đa tức là khi mà mình chạy chương trình đó mình muốn khách hàng mua bao nhiêu ví dụ mình muốn khách hàng mua một cái thôi thì mình bấm cập nhật tiếp một cái là ở đây nó hiện số 1 còn nếu mà mình để số không ấy là khách hàng mua bao nhiêu cũng được bạn chú ý cái chỗ này nha nếu để số không thì khách hàng mua bao nhiêu cái cũng được còn ví dụ như bạn để một cái thì trong một lần mua khách chỉ mua được một cái mà thôi không được mua hai cái nha đó đó là cái 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 quy luật của nó cái cách để mình làm rồi chúng ta ấn chữ hoàn tất là xong nè nó ghi là thời gian khuyến mãi là kết thúc trong vòng 4 năm 4 tháng tới nói chung là rất là xa luôn rồi bạn ấn ra lại rồi bạn bấm chữ đang diễn ra thì có không nè nè Nà, nó đang diễn ra nè bây giờ mình sẽ vô cái shop của mình xem thử nó nó ra chưa nha rồi bạn muốn xem shop thì bạn nhớ username hoặc là bạn vô cái chỗ mà thiết lập shop này bạn sẽ ấn vào cái tab mới nữa bạn vô cái chỗ mà thiết lập shop này rồi bạn vô cái chỗ thiết lập shop đây bạn ấn vào cái chỗ này nè chữ xem shop nè còn không thì bạn nhớ username cái username của cái này nè cái tên này nè hoặc là cái 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 đường lên này ví dụ như mình để cái đường mình để username này đúng không thì nó cũng ra là cái shop của mình thôi đó rồi mình bây giờ mình xem này đây nó sẽ giảm hết tất cả ba mươi phần trăm ba mươi phần trăm ba mươi phần trăm này đó rồi bây giờ mình sẽ vô cái chỗ mà tất cả sản phẩm này mình nhìn này nó đồng bộ hết đâu, ba mươi phần trăm phần trăm, nó giảm hết và cái khung á, khung như mình có demo trong những video trước ấy, thì cái khung nó tạo được cái gọi là cái nó tăng cái tỷ lệ click của khách hàng vô trong cái, cái sản phẩm của mình rất là nhiều, nên là mình cố gắng mình tạo cái khung những cái khung như vậy, thì khi mời vô trong cái group trên Facebook ấy, thì mình sẽ upload những cái khung này lên cho bạn, bạn tham khảo, có rất là nhiều khung, thì bạn thấy khung nào đẹp thì bạn cứ cứ add vô thôi để hôm đó mình mình quăng lên trên driver hay ở đâu á xong mình up lên trên cái group để cho mọi người tải xuống nha rồi bây giờ tiếp theo á là chúng ta sẽ ra lại kênh marketing chúng ta sẽ cùng đến với một phần tiếp theo tiếp theo là phần chương trình của shopee cái phần chương trình của shopee là cái phần mà để mình nói cuối cùng nha bây giờ mình sẽ nói tiếp cái phần mã giảm giá của tôi cái mã giảm giá của tôi nè tức là khi mà bạn tạo mã giảm giá thì khi mà khách mua hàng người ta ẹt cái mã giảm giá này vô thì khách người ta sẽ được giảm tiền trực tiếp luôn ví dụ như là mình bấm cái chữ là tạo mã giảm giá mới rồi nó sẽ có hai lựa chọn cho chúng ta tạo voucher toàn shop thì nó áp dụng cho tất cả các sản phẩm trên shop của chúng ta luôn còn voucher sản phẩm á, là áp dụng cho một số sản phẩm trong shop thôi thì đây thường là mình cứ chọn voucher toàn shop rồi tên chương trình giảm giá thì mình cũng ghi ví dụ mình ký hiệu là một đây cho dễ rồi ví dụ mình mình ghi cái gì đó cho mình dễ nhớ thôi ví dụ như 10 10k chẳng hạn vậy rồi cái này là gì khuyến mãi theo số tiền ví dụ như là 10.000 giá trị đơn hàng tối thiểu là 100.000 thời gian áp dụng là từ ngày hôm nay cho tới ngày uh, 31 ấy. ok rồi số lượng mà giảm giá mình có thể là mình mình tạo bao nhiêu mà cũng được mà mình, mình tạo 1.000 đi rồi xong cái chỗ này là nó sẽ hiển thị lên trên trên trang luôn ví dụ như nó hiển thị ở dưới shop còn này nó không công khai rồi ví dụ không công khai thì bạn tạo một vài bài em giá mà nó số tiền nó, nó nó vừa phải hoặc là như thế nào đó xong bạn tặng cho bạn bè hay là tặng cho người thân người ta mua hay là mình tặng cái gói đặc biệt cho ai đó chẳng hạn vậy nói chung là cái chữ không công khai này nó sẽ không có hiển thị lên trên shop chúng ta còn đây thì nó sẽ hiển thị lên trên trang chủ của shop luôn rồi xuống này chúng ta bấm chữ lưu rồi nó sẽ báo là mã này sẽ có hiệu lực ngày 24 tháng 7. Bữa nay là ngày 24 tháng 7 đó, Bây giờ mình sẽ ra lại cái shop mình thử xem thử là nó có hiển thị chưa nha. Rồi trở lại trang shop. Vậy là chưa hiển thị. Vậy là chưa hiển thị lên. Thì chắc có thể là ngày mai hoặc là như thế nào đó nó sẽ hiển thị lên thôi. Rồi bạn muốn tạo bao nhiêu mã hay là muốn tạo bất kỳ cái nào cũng được. Nói chung càng nhiều càng tốt rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bên kênh marketing rồi ở đây cái top sản phẩm bán chạy tức là sao ờ, tức là làm khi mà khách người ta vô xem sản phẩm nào của mình ấy thì người ta cũng thấy cái top sản phẩm bán chạy này hết rồi bây giờ chúng ta thêm một cái danh mục mới rồi ví dụ như là chạy bán chạy đây mình chỉ bán chạy Rồi lưu rồi nó nó báo là mình nên vui lòng chọn từ 4 sáng đến 8 sản phẩm rồi mình cứ chọn chọn tất cả luôn rồi cho nó cái này mình demo thôi nha còn bạn thấy xem pallet mà nó, nó ăn khách hoặc là bạn bán nó chạy ấy, thì bạn cứ chọn rồi sau khi mà chọn xong ấy, thì chúng ta bấm chữ lưu là xong chúng ta có hai lựa chọn tiếp là kích hoạt sau hoặc là kích hoạt trên mục luôn tốt nhất là chúng ta nên kích hoạt trên một luôn cho nó hiển thị luôn rồi bây giờ chúng ta ra lại xem thử nó hiển thị chưa nha chắc là để video ngày mai ấy, thì nó mình sẽ demo những cái video khác thì nó sẽ hiển thị nó sẽ ok hơn còn bây giờ có thể nó chưa hiển thị mà em giá cũng là chưa hiển, cũng như là chưa hiển thị những cái khác nữa rồi bây giờ chúng ta cùng đến với cái mục cuối cùng đó chính là chương trình của shopee thì thường chương trình này là nó sẽ cho mình đăng ký những cái kênh à, lúc này thì chúng ta đăng ký thì thường là bán lỗ hoặc là bán hề vốn thôi nhưng mà mình nên cân nhắc cái chỗ này thường thì hiếu thì hiếu chỉ bán một là lời lợi ích hai là bán hề vốn chứ không bao, không bao giờ bán lỗ trừ khi là mình tính cho nó có lợi cho shop thì mình mới bán lỗ còn không mà là chỉ làm giàu cho shopee thôi mình nên nhớ điều này là không nên bán lỗ quá nhiều mình mà bán lỗ quá nhiều thì mình chỉ làm giàu cho shopee và làm có lợi cho khách hàng thôi mình buôn bán thì mình phải cũng cũng phải có lời mình không thể nào làm không công được không có chuyện không công không có chuyện cho không nên là bạn nên tính toán cho thật kỹ cái chương trình này mình thấy có nhiều bạn chạy flash chạy này nọ 1k gói hàng sắp mặt lờ luôn nhưng mà trả lời được bao nhiêu thậm chí còn tốn này tốn nọ thắt thoát hàng chưa kể là khách hàng chê lên chê xuống đánh giá một sao ôm mi hết nói chung là mình nên cân nhắc nhưng mà cái shop mới đầu tiên của chúng ta thì cũng nên là đăng ký cũng nên đăng ký nhưng mà nên đăng ký ít thôi không nên đăng ký nhiều quá và phải tính toán cái chi phí thiệt là kỹ còn không là sẽ sắp mặt đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ vào thử nha, chương trình của Shopee. Rồi ở đây này là có ba cái tab. Sắp diễn ra là chúng ta có thể đăng ký được, còn đang diễn ra là chúng ta không đăng ký được, với lại đã kết thúc thì nó là kết thúc rồi nên là mình không có chơi với mấy cái thằng đó. Bây giờ mình sẽ xem thử là mình đăng ký được cái gì nha. Mình bán túi ví thì mình chỉ đăng ký được là túi ví thôi. Đây nó có túi ví nè. Mình ấn vào mình đăng ký. Rồi, nó sẽ rồi mình thêm sản phẩm nó bấm ok là xong thôi. Thì đó đó là cái chương trình để nó chạy. Còn nói chung là còn rất là nhiều chương trình khác nữa. Chúng ta cứ xem thử. Rồi chúng ta đăng ký thôi. Ví dụ đây nè. Thời trang nữ nè. Điêu siêu sóc 1K nè. À, ai mà hàng tồn. Hàng muốn xa kho. Hay là muốn tăng traffic cho cực lớn cho shop. Thì cứ đăng ký những cái này. Nhưng mà mình khuyến khích là nên hạn chế. Hoặc là nên tính toán thật là kỹ. Những cái deal siêu sóc 1K hay là 9K gì đó. Nói chung mình nên cân nhắc thôi. Rồi hẹn gặp bạn.